Nếu các bạn đang quan tâm đến một chiếc xe tải nhẹ, trọng tải là 990kg, trả trước chỉ từ 45 triệu đồng trả góp. Và hiện tại cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm được giảm giá lên tới 20 triệu đồng của nhà máy. Các bạn hãy xem video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay mình xin trân trọng giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm đang được giảm giá rất là sâu của nhà máy Đông Bản Việt Nam. Đó chính là chiếc xe Dongfeng T30 trọng tải 990kg và cũng thùng mui bạt như thế này. Cái sản phẩm này mình đã từng làm khá nhiều video trước đây rồi, nhưng hôm nay mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa cái sản phẩm này nhân cái dịp cuối năm 2019 này. Thì cái dòng sản phẩm này đang được giảm giá lên tới 20 triệu đồng. Các bạn sở hữu nó, nếu chúng ta trả thẳng chỉ từ khoảng 200 triệu đồng là chúng ta đã có xe rồi. Và nếu chúng ta trả góp thì cái sản phẩm này sở hữu được chỉ từ 45 triệu đồng. Ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu qua về cái sản phẩm này, từ ngoại thất đến nội thất đến các cái tính năng nổi bật. Trước tiên chúng ta sẽ xem qua một chút về cái đầu xe. Đây là một trong những cái sản phẩm cao cấp nhất của nhà máy Sunray Việt Nam, hay còn gọi là nhà máy Dongfeng. Cái sản phẩm này ra mắt thị trường Việt Nam được mấy năm rồi. Thế nhưng mà hiện tại trên thị trường cái số lượng bán ra ở Hà Nội thì sẽ ít hơn so với các cái tỉnh lẻ. Tại vì đây là các bạn hiểu rằng đây là cái sản phẩm xe tải nhẹ. Và ở Hà Nội mình thì nó sẽ phù hợp hơn với những chiếc xe tải van mà lưu hành ở trong phố. Trọng tải là 990kg, mặc định ban đầu nếu chúng ta chưa đóng lên cái thùng này thì trọng tải là 1120. Và khi chúng ta đóng thùng lên như này rồi thì trọng tải nó rút xuống còn 990kg. Chúng ta vẫn có một cái vẻ ngoài giống như những chiếc xe của BMW, giống như những chiếc xe anh em với nó, đó chính là cái chiếc xe Dongfeng X30 phiên bản 2 chỗ và 5 chỗ đều giống nhau. Nó được bê nguyên phần đầu của cái chiếc xe Dongfeng X30 đó và thành một cái chiếc xe T30 thùng dài như thế này. Chúng ta sẽ có một cái vẻ ngoài hầm hố đẹp và được bo tròn. Chỗ nào cần bo thì bo và chỗ nào không cần bo thì nó được vuông góc ra. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo là cái bộ máy 1.5 lít của trái tim của cái xe này. Cái động cơ này là động cơ DHC 12 van của Sunray. Thì cái động cơ này nó tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 7 lít cho 100 km. Chúng ta di chuyển trên đường thôi với cái chất lượng khí thải Euro 4. Thì đây là một trong những cái động cơ mà có công suất lớn nhất là 80 kW ở chỉ với 5.200 vòng quay. Thì cái sản phẩm này vòng quay thấp nhưng mà cái kilowatt là cái công suất nó rất là lớn như vậy, thì nó khiến cho cái sản phẩm này các bạn sẽ hoàn toàn có thể là đi được trên các cái cung đồi, đường đèo dốc hay là vượt qua những các cái ổ gà hay ổ voi lớn mà không gặp vấn đề gì cả. Thì bên mình cũng bán rất nhiều cái sản phẩm này lên các cái vùng cao rồi, người ta mua và người ta sử dụng rất bình thường, không vấn đề gì cả. Thì chúng ta sẽ có cái hệ thống đèn pha bi xi lông sáng và tiết kiệm nhiên liệu như thế này. Bình thường thì với chiếc xe tải nhẹ khác, ngay cả những chiếc xe tải đắt tiền hơn thì chúng ta vẫn chỉ có cái hệ thống đèn cốt pha bằng halogen thôi, nhưng ở đây chúng ta đã có cái đèn pha bi xi lông này. Chúng ta có đèn gầm, đèn sương mù đây. Khi mà các bạn bật lên, các bạn sờ đây, các bạn sẽ thấy nó rất là nóng. Đó. Ở đây chúng ta có một cái cụm khe gió giống của những chiếc xe BMW. Xin lỗi các bạn là cái xe này mình trưng bày ở ngoài nó hơi bẩn một chút thì mong các bạn thông cảm. Ok, ở bên ngoài, bên hông thì chúng ta sẽ có một cái thùng dài lên tới 2m9. Mời camera quay ra đây. Chúng ta sẽ có một cái thùng dài 2m9. Đây là cái sản phẩm thùng mui bạt. Chúng ta sẽ có 3 cái thùng. Thứ nhất là thùng lửng thì ở đây. Chúng ta sẽ ngắn đến đây. Thùng mui bạt như này. Thùng mui bạt có hai lựa chọn là thùng mui bạt bằng inox và thùng mui bạt bằng tôn kẽm, thì đây là cái sản phẩm bằng inox. Inox thì nó sẽ sáng hơn. Đó. Và một cái phiên bản nữa là phiên bản thùng kín. Thùng kín cũng có hai lựa chọn là thùng inox và thùng tôn kẽm. Ngoài ra sẽ còn một cái phiên bản đặc biệt khác, đó chính là cái phiên bản xe thùng cánh rơi. Mình cũng đã giới thiệu ở khá nhiều các video mình từng làm rồi. Ở đây chúng mình sẽ để ý rằng cái hệ thống khung gầm và chassis của sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm xe tải cao cấp nhất của Dongfeng, nên nó được tích hợp những cái hệ thống khung gầm và chassis rất là to bản và chắc chắn. Đây các bạn nhìn từ lá thép này cũng rất là dày. Các bạn nhìn các cái lá nhíp, các bạn thấy nó dày, nó to bản. Như vậy thì cho phép chúng ta trở lên trọng tải 1,5 tấn, 2 tấn. Mình nghĩ rằng nó không gặp vấn đề gì nhiều, bởi vì thực tế khách hàng của mình mua để chở gạo và chở các thùng sơn cũng như chở gạch cũng đã từng khó. Khi mà chở những cái mặt hàng như thế thì các bạn biết là cái thùng nó sẽ quá tải, nhưng mà mình không khuyến khích khách hàng mà chở quá tải như vậy. Ở phần sau chúng ta vẫn có một cái logo Dongfeng được dán đề can như thế này.
chúng ta sẽ có cái hệ thống đèn sậu, đèn sau rất là cơ bản thôi, không có gì đặc biệt cả. Cái thùng này thì đặc điểm là nó rất là dài, mình mở ra cho các bạn xem. Thùng này nó dài lên đến 2m9 thì nó là một trong những cái sản phẩm xe tải nhẹ trọng tải 990kg này hiện tại trên thị trường là có cái thùng dài nhất. Đấy, nó lá mình bên mình trưng bày nên là lá nó rơi xuống cũng hơi nhiều. Ok, bây giờ thì mình ở đây chúng ta sẽ tìm thấy một cái lốp phụ này. Đấy, hệ thống khung gầm đằng sau các bạn có thể soi vào đây để nhìn được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá khu khoang nội thất. Chỉ với 45 triệu thì các bạn đã sở hữu được một trong những cái chiếc xe mà có một cái khoang nội thất có thể nói là đầy đủ và đẹp. Khoang nội thất của Domain T30 thì nó rộng rãi như Domain X30 anh em của nó. Một cái hệ thống nội thất rất là đẹp và đồng bộ. Chúng ta có một cái ốp gỗ giả gỗ ở đây, đây là ốp giả da này. Mọi thứ rất rộng rãi, chân để thoải mái. Những người cao 1m7 hoặc 1m8 thì mình nghĩ là không gặp vấn đề gì khi mà chúng ta ngồi trong cái khoang cabin này. Đây là phanh tay này. Chúng ta có hệ thống hộp số 4-5 số tiến, 1 số lùi. Vô lăng 3 chấu được tích hợp và trợ lái điện. Chúng ta có hệ thống multimedia đầy đủ các chức năng như USB này, đọc thẻ nhớ, rồi là FM radio đầy đủ. Chúng ta có một cái khe để điện thoại và để dụng cụ ở đây. Điều hòa 2 chiều, kính điện, khóa điện. Mọi thứ rất đầy đủ cho những cái nhu cầu cơ bản. Hệ thống nao phông trần cũng rất là chắc chắn. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu qua cho các bạn một trong những cái sản phẩm xe tải nhẹ Domain T30 hiện tại đang bán chạy nhất ở trên thị trường, cũng là một những cái sản phẩm chủ lực của nhà máy Domain Việt Nam. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, nếu các bạn muốn tư vấn về cái dòng sản phẩm này, trả góp, trả thẳng, hay là các bạn muốn tìm hiểu thêm một số cái thông số kỹ thuật của nó, các bạn có thể là truy cập vào trang web của mình domain.vn hoặc gọi cho mình 0987 33 22. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.